sắp thăng chức mà không chuẩn bị ra trò là tệ lắm nha anh em bốn điều quan trọng nam giới cần chuẩn bị trước khi có em bé vai trò của người chồng ngày càng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thụ thai của người vợ khả năng phát triển về thể chất lẫn tinh thần của em bé trong tương lai